Chương trình ngày mới tiếp tục với phần điểm qua những bài viết đáng chú ý trên các báo. Thưa quý vị, theo báo VN Express, từ đầu năm đến nay, mỗi ngày có khoảng 50 triệu đô la Mỹ hàng hóa giá trị nhỏ ra vào thị trường Việt Nam mà không phải đóng thuế. Báo VN Express ghi nhận ý kiến của các chuyên gia cho rằng đây là điều bất cập vì không kể nhỏ hay lớn, nếu mỗi ngày có 4 đến 5 triệu đơn qua biên giới thì con số thất thoát là rất lớn. Để giải quyết bất cập này, trên báo VN Express, các chuyên gia cho rằng hoàn chỉnh các cơ chế chính sách là việc cần làm ngay và phải phù hợp với từng điều kiện, theo đúng thông lệ. Thứ hai, phải xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và kho dữ liệu. Kho này không chỉ phục vụ cho cơ quan thuế để thu đúng và đủ, mà còn phục vụ cho việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cũng như việc bảo vệ an sinh xã hội. Cũng theo các chuyên gia, cần ứng dụng công nghệ để quản lý hoạt động thương mại điện tử cho phù hợp và chặt chẽ. Việc tuyên truyền để người kinh doanh chủ động nộp thuế đúng và đủ cũng là điều phải thực thi. Gánh nặng chi phí để doanh nghiệp là bài viết đáng chú ý trên báo Thanh Niên. Bài viết đặt vấn đề, trong bối cảnh chính phủ cùng các bộ ngành đang tìm mọi phương án hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, nhiều doanh nghiệp logistics vẫn oằn lưng gánh nhiều chi phí. Bài viết nêu ví dụ, để đưa một container hàng hóa từ thành phố Hồ Chí Minh ra thị trường nước ngoài và ngược lại, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã và đang phát sinh rất nhiều chi phí, như phí xuất nhập khẩu mỗi container hàng hóa thông qua các cảng hãng tàu, phụ phí xuất nhập khẩu, thuế xuất nhập khẩu, lệ phí cầu đường tại các trạm BOT. Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên, các chuyên gia cùng chung nhận định. Kinh tế Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn, cộng thêm sức tàn phá của thiên tai bão lũ, thiệt hại càng thêm nặng nề. Đây là thời điểm nhà nước cần thực hiện nhiều chính sách để doanh nghiệp khôi phục sản xuất, lấy lại đà tăng trưởng. Báo Thanh Niên đề xuất hai chính sách hỗ trợ quan trọng có thể triển khai được ngay là chính sách tiền tệ liên quan đến khoanh nợ, hỗ trợ cho vay và giảm lãi suất và chính sách tài khoá liên quan đến miễn giảm hoãn các loại thuế phí. Theo tác giả bài viết, cần triển khai thực hiện thật nhanh, phải xây dựng làm sao để doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng nhất, hiệu quả nhất. Nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế, chính phủ đang giao các bộ ngành lấy ý kiến của các cơ quan địa phương, chuyên gia, các tổ chức kinh tế để tìm giải pháp thu hút đầu tư hiệu quả nhất, trong đó tập trung các chính sách đột phá thu hút đầu tư công nghệ cao. Liên quan đến vấn đề này, báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết Chính sách đột phá, kỳ vọng thu hút đầu tư hiệu quả hơn. Trao đổi với báo Sài Gòn Giải Phóng, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần có chính sách đầu tư và thuế ổn định. Còn các nhà đầu tư mong muốn chính phủ và địa phương nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng, hỗ trợ chuyển đổi năng lượng, nâng cao trình độ cho người lao động và đơn giản hóa các yêu cầu phê duyệt nhằm cải thiện hệ sinh thái kinh doanh, thêm chính sách hấp dẫn thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn. Bài viết thông tin thêm, hiện chính phủ đang hoàn thiện dự thảo nghị định về thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư, trong đó đề xuất hỗ trợ trực tiếp bằng tiền cho nhà đầu tư thuộc một số lĩnh vực. Lừa đảo bằng hình thức mời gọi đầu tư tài chính, đầu tư tiền ảo không mới. Sau nhiều vụ dở lỡ, loại hình lừa đảo này im ắng một thời gian ngắn, nay lại nở rộ. Nhiều người lại sập bẫy. Phản ánh trên báo Tuổi Trẻ tiếp tục giống hồi chuông cảnh báo đến nhiều người đang tìm hiểu loại hình đầu tư này. Báo Tuổi Trẻ dẫn chứng nhiều nạn nhân vì nhẹ dạ cả tin và quan trọng là mong muốn làm giàu nhanh đã sập bẫy đầu tư tiền ảo. Mánh lới dẫn dụ của kẻ lừa đảo vẫn là lợi nhuận tăng nhanh theo ngày ngay sau khi đầu tư. Tuy nhiên, điểm chung khi các nạn nhân rút tiền thì hệ thống luôn báo lỗi rồi biến mất. Có nhiều người bị lừa từ vài tỷ đến hàng chục tỷ. Người bị lừa nhiều nhất lên đến 57 tỷ đồng. Theo khuyến cáo của Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, người dân cần thận trọng khi được giới thiệu mời chào đầu tư chứng khoán quốc tế, tiền ảo, tiền kỹ thuật số, nhất là khi bản thân không có kiến thức về lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Người dân nên tham khảo kỹ phản hồi, đánh giá từ những người dùng trước về trải nghiệm với sàn giao dịch, công ty tài chính, chứng khoán mà mình quan tâm đầu tư.